Xin chào các quý vị. Cảm ơn các quý vị đang xem bài thuốc đông y gia truyền này trên kênh YouTube của tôi có tên là Dr. Đỗ Nguyên Thiêu Official. Thưa các quý vị, cụ tổ 19 đời của tôi là Đại Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Phần lớn cháu chắt của cụ đều theo gương cụ làm nghề y. Nhưng thời gian đất nước loạn lạc, chị Nguyễn phân tranh, ông cha chúng tôi muốn là quan chức trong ngành y thì phải đổi họ Nguyễn sang họ Đỗ để không bị chúa trị tru di tam tộc, và đã chuyển họ Nguyễn thành tên lót để ghi nhớ dòng họ của mình. Nhưng trong thời pháp thuộc, do giấy khai sinh bằng tiếng Pháp không có dấu như tiếng Việt, nên chữ Nguyễn thành chữ Nguyên. Sau cụ tổ Tuệ Tĩnh, anh tôi, bác sĩ, tiến sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương là tấm gương sáng cho tôi, là động lực giúp tôi kiên trì học tập y lý phương Đông cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi xin cố gắng đem lại niềm vui và sức khỏe cho các quý vị qua những bài thuốc đông y gia truyền của cụ tổ chúng tôi để lại này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Đây là bài thuốc bí mật gia truyền thứ 34, chữa chân tay lạnh, run rẩy, đau bụng, thổ tà, nôn ra đờm rãi. Nguồn gốc là của Đào Tiết Am, nhà y học nổi tiếng Trung Quốc. Bài thuốc này được ghi là Hồi Dương Cấp Cứu Thang dưới dạng thư nôm trong Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, trang 121-122 của Đại Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh. Đặc biệt giá trị ở những gia giảm sáng tạo phù hợp với môi trường và khí hậu Việt, đúng theo phương hướng nam dược trị nam nhân. Chủ trị chứng hàn tà trúng thẳng vào ba âm kinh, đó là kinh thiếu âm thận, thái âm tỳ và quyết âm can. Khởi đầu không có đau đầu và nóng mình, chỉ ớn rét, chân tay lạnh ngược, run rẩy, đau bụng, thổ tà, môi tái nhợt, nôn ra đờm rãi, không khát nước, tự kéo áo đắp nằm co, mạch trầm trì vô lực. Nên dùng bài này cùng các vị thuốc hắc phụ tử, nhục quế, can thảo, trần bì, ngũ vị tử, phục linh, bạch chuột, bán hạ, can khương, tây dương sâm, tức là sâm Hoa Kỳ đấy. Nếu không có thì thay bằng nhân sâm. Các vị trên thêm gừng 3 lát, nước 2 chén, sắc uống. Trùy pháp cho vào xạ hương 3 ly, hòa nước uống ấm. Nếu thấy người ôn hòa, tức là đã trúng bệnh, thì ngừng thuốc, không nên uống nhiều, sẽ sinh ra bệnh khác. Sau đó nên dùng thêm lý trung thang gia giảm,
thì sẽ không hại gì. Nếu nôn thổ, bọt rãi hoặc đau bụng dưới thì ra thêm ngô thủ du, tẩm nước muối sao. Hoặc nếu vô mạch thì ra thêm nước mật lợn một thìa. Nếu tiết tả không ngừng, ra thêm thăng ma, hoàng kỳ. Nếu nôn thổ không ngừng thì ra khương chấp. Sau đây là bài thơ nôm hồi dương cứu cấp thang. Trị hàn tà trực nhầm âm kinh, nên chân hàn chứng đã đành. Thoạt tiên chẳng có nóng mình sốt đâu, những nhưng cũng chẳng nhức đầu, tức là dần dưng không cảm thấy gì cả. Chân tay run rẩy, dạ đau bồi hồi, chẳng khác mửa tháo đòi thôi, tức là thổ tà. Kéo áo tự đắp, nằm ngồi quắp co, móng tay môi mép xanh mò, đàm diên bọt rãi mặc dầu nó ra, tức là đờm rãi ra đấy. Mạch trầm vô lực, đó là hoặc khi vô mạch, chứng đà chìm khôn, tức là mạch trầm hẳn đi, không chẳng thấy. Hợp dùng bổ tễ cấp ôn, cang khương phụ tử chớ còn hồ nghi. Bạch chuột cam thảo quế chi, phục linh ngũ vị trần bì nhân sâm. Bán hạ khương chế dùng làm, khương tam táo nhị rầm rầm sắc đi, tức là sắc kỹ lưỡng lên. Trùy pháp nhập xạ ba ly, chúng bệnh tắc chỉ thấy khi ôn hòa. Chớ còn uống nữa chi là, lo khi quá trớn lại ra bệnh dày, tức lại thêm bệnh khác. Hoặc sau khi dụng phương này, lý trung ra giảm, biết hay lẽ làm. Mửa đờm đau bụng chẳng kham, ngô thủ du lại sao diêm sẽ dùng, tức là sao muối. Vô mạch chư đảm hợp cùng, chư đảm là nước bật lợn ấy. Tiết tả lại dùng hoàng kỳ thăng ma, ẩu thổ khương chấp lại ra, dùng làm giường ấy thật là khá khen. Cảm ơn các quý vị đã xem bài thuốc đông y gia truyền này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào tạm biệt.